Việt Nam, con hổ châu Á mới đang trỗi dậy. Trong 1/4 thế kỷ qua, có một quốc gia đã thoát khỏi cảnh đói nghèo, có nền kinh tế ngày càng tăng trưởng và trong tương lai có thể trở thành một nền kinh tế phát triển. Đó chính là Việt Nam, theo nhận định của The Economist. Với dân số trên 90 triệu người, Việt Nam có tốc độ tăng trưởng GDP đầu người nhanh thứ hai trên thế giới kể từ đầu năm 1990, chỉ sau Trung Quốc. Nếu trong thập kỷ tới, Việt Nam có thể đảm bảo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế là 7%, rất có thể đất nước này sẽ trở thành một con hổ châu Á như Hàn Quốc và Đài Loan. Đó sẽ là một thành tựu vĩ đại đối với một quốc gia đã phải trải qua nhiều thập kỷ chiến tranh và có tỷ lệ nghèo ngang Ethiopia vào những năm 1980. Chính sách mở cửa kinh tế đã mang lại nhiều lợi ích cho Việt Nam. Vào thập niên 1990, Việt Nam đã đơn giản hóa luật thương mại của mình. Và giờ đây, thương mại chiếm khoảng 150% tổng sản phẩm quốc nội của nước này. Nhiều công ty nước ngoài đã tìm đến Việt Nam để mở chi nhánh kinh doanh của họ và sản phẩm của họ chiếm 2/3 kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Thêm vào đó, nền kinh tế của Việt Nam nhìn chung khá vững vàng. Chính phủ đã đề ra những chính sách khác nhau nhằm thúc đẩy 63 tỉnh thành thi đua phát triển kinh tế. Thành phố Hồ Chí Minh đang có rất nhiều khu công nghiệp mới, Đà Nẵng trở thành nơi tập trung của các công ty công nghệ cao, còn ở miền Bắc đang thu hút nhiều nhà sản xuất nước ngoài. Cùng lúc đó, Việt Nam có đường hướng phát triển rõ ràng. Chính phủ chú trọng vào các hoạt động giáo dục giúp thế hệ trẻ của Việt Nam được đào tạo bài bản, không thua gì nước ngoài. Việt Nam đầu tư rất nhiều vào hệ thống giáo dục, đồng thời đẩy mạnh huấn luyện giáo viên. Điều này rất quan trọng để Việt Nam có thể tận dụng những cơ hội mới, khi nhân công cần phải có kiến thức, có số lượng lớn và hiểu được những mệnh lệnh phức tạp. Việt Nam đang làm rất tốt điều này, trong khi Thái Lan, Indonesia, Malaysia lại không đảm bảo được nguồn nhân công có trình độ cao. Là một quốc gia có thu nhập đầu người ở mức trung bình, Việt Nam vẫn còn nhiều điều phải làm để nâng mức thu nhập cao hơn. Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, một thỏa thuận thương mại lớn với sự tham gia của 12 quốc gia, trong đó có Mỹ và Việt Nam, có thể sẽ không được chính phủ Mỹ chấp thuận. Các doanh nghiệp nhà nước vẫn là một gánh nặng của nền kinh tế. Tình trạng xây dựng thừa cơ sở hạ tầng vẫn còn tồn tại. Không chỉ có vậy, Việt Nam vẫn chưa xây dựng được một chuỗi cung ứng đáng tin cậy trong nước. Tuy nhiên, với những gì đã làm được, Việt Nam hoàn toàn có khả năng để trở thành một quốc gia có nền kinh tế phát triển. Nhiều thỏa thuận thương mại với các nước châu Á và châu Âu đã và đang được thỏa thuận. Chính phủ cũng đề ra dự thảo kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng của các doanh nghiệp trong nước mà không ảnh hưởng đến các công ty nước ngoài. Việt Nam có thể nói là hình mẫu để nhiều nước noi theo để phát triển kinh tế. Việt Nam đang lặng lẽ phát triển lớn mạnh, khác với Nhật Bản, Philippines. Việt Nam đang thay thế Trung Quốc trong ngành chế tạo, được lợi rất lớn từ TPP, tích cực thúc đẩy cải cách. Người Việt Nam có ý thức dân tộc mạnh mẽ, nhất là tỏ rõ thái độ với giặc ngoại xâm qua hàng nghìn năm lịch sử. Theo báo Đa Chiều, khác với Nhật Bản, Việt Nam có lực lượng người khỏe mạnh. Khác với Philippines, Việt Nam có tính cách dân tộc cứng cỏi và tham vọng mạnh mẽ. Khác với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, cải cách của Việt Nam đi tiên phong. GDP của Việt Nam luôn tăng trưởng tốc độ cao, ngành chế tạo xuất hiện hiện tượng vượt Trung Quốc. Tòa trọng tài thành lập theo phụ lục 7 Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển 1982 đưa ra phán quyết về vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc đã làm cho mọi con mắt của thế giới đổ vào Philippines, Trung Quốc và Mỹ. Nhưng Đa Chiều cho rằng Việt Nam đang lặng lẽ phát triển lớn mạnh có thể trở thành trở ngại lớn nhất cho sự trỗi dậy của Trung Quốc ở châu Á. Người Việt Nam có ý thức dân tộc mạnh mẽ, nhất là tỏ rõ thái độ với giặc ngoại xâm qua hàng nghìn năm lịch sử. Việt Nam đã thay thế Trung Quốc trong ngành chế tạo. Những năm gần đây, Bắc Kinh luôn chú ý tới vũ đài quốc tế, nhưng lại coi nhẹ các quốc gia láng giềng. Từ năm 2008 đến nay, ngành giày dép Đông Nam Á đã lấy đi gần 40% đơn đặt hàng gia công ngoại thương của ngành chế tạo Trung Quốc. Tình hình ngành chế tạo thế giới đang từ Trung Quốc chuyển dịch sang khu vực Đông Nam Á, trong khi đó nước được lợi lớn nhất là Việt Nam. Số liệu cho thấy có 13% doanh nghiệp trong ngành chế tạo tại khu vực Tam Giác Sông Chu của Trung Quốc năm 2016 bị đóng cửa. Các doanh nghiệp chế tạo của Hồng Kông, Đài Loan và Trung Quốc đặt nhà máy ở khu Tam Giác Sông Chu lần lượt mở ra mô hình di cư, chuyển đổi ngành nghề, di chuyển sang các nước Đông Nam Á như Việt Nam, Campuchia, Ấn Độ. Trong khi đó, Việt Nam có 100 triệu người,
chi phí lao động tương đối thấp và vị trí địa lý có lợi cho di dời, giúp cho Việt Nam trở thành nơi lựa chọn hàng đầu cho di chuyển của các doanh nghiệp trong ngành chế tạo. Việt Nam sẽ được lợi rất lớn từ TPP. Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương TTP là hiệp định thương mại lớn nhất trong lịch sử, bao gồm 40% quy mô kinh tế thế giới. Mỹ dự đoán sẽ có 18.000 loại thuế mà các nước khác đánh vào hàng hóa ngành chế tạo Mỹ sẽ bị xóa bỏ, đồng thời để cho các nước khác đi vào thị trường Mỹ với giá cả rẻ hơn. Có chuyên gia phân tích cho rằng, hiệp định này có thể giúp cho tăng trưởng kinh tế của Việt Nam tăng 11% trước năm 2025. Xuất khẩu cùng kỳ sẽ tăng 28%. Thuế nhập khẩu của Mỹ và Nhật Bản giảm đi, giúp cho ngành chế tạo dịch vụ của Việt Nam được lợi. Báo cáo của Minzohu Research Institute cho biết, trong các nước ký kết TPP, Việt Nam là nơi thu hút tăng vốn vượt xa các nước khác. Giữa các nước phê chuẩn ký kết TPP sẽ hủy bỏ thuế quan, Việt Nam là nước đang phát triển, tăng trưởng kinh tế lệ thuộc vào xuất khẩu nên được lợi lớn nhất. Việt Nam sẽ trở thành nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới năm 2050. Cải cách giúp Việt Nam ngày càng mạnh. Do ảnh hưởng bởi nhân tố thời đại và môi trường lớn, Việt Nam đã tiếp nhận các giá trị mới từ bên ngoài, tăng cường phát huy dân chủ, xây dựng nhà nước pháp quyền phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước của Việt Nam. Hiện nay, những cải cách của Việt Nam đã mở đường cho phát triển trong tương lai, đồng thời cũng giúp cho Việt Nam xích lại gần hơn với các cường quốc mạnh nhất nhì thế giới. Tuy nhiên, bài viết của Đa Chiều đã tự suy diễn cho rằng, một khi Mỹ-Việt liên kết với nhau thì sẽ tạo ra một liên minh đối phó Trung Quốc ở phía nam đại lục Đông Á. Bài viết lo ngại quan hệ Việt-Mỹ có thể giống như quan hệ Mỹ-Hàn. Việt Nam ở Trường Sa. Trong các nước khu vực xung quanh Biển Đông, Việt Nam là nước có các biện pháp xử lý linh hoạt nhất. Hiện nay, Việt Nam có lợi ích lớn hơn nhiều Philippines, đang kiểm soát 29 hòn đảo ở quần đảo Trường Sa. Số lượng nhiều nhất tạo ra thế cài răng lược đối với các đảo đá do các nước khác xâm chiếm ở cùng khu vực. Trung Quốc luôn coi Mỹ và Nhật Bản là đối thủ cạnh tranh lớn nhất nhưng lại coi nhẹ Việt Nam. Bài viết nhận định, cách thức xử lý quan hệ với Hà Nội là một vấn đề nan giải của Bắc Kinh trong tương lai. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Hãy nhớ bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video mới. Chúc bạn luôn vui vẻ.